Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu. Trong video ngày hôm nay, Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một cái dây hoa lá treo trang trí gồm có hoa và lá với kích thước lớn nhỏ, nhánh lá xoăn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ ứng dụng được dây treo hoa lá này trong trang trí làm rèm cửa, treo trang trí tường và chậu treo hoa lá ở góc nhà, hoặc là làm chậu để bàn học, bàn làm việc đều được nha. Về nguyên liệu thực hiện thì các bạn sẽ chuẩn bị bất cứ len sợi nào mà các bạn có sẵn nè. Phần lá cây thì các bạn sẽ chuẩn bị len màu xanh lá, đậm nhạt tùy các bạn nha. Và các bạn sẽ chuẩn bị thêm một ít len màu để thực hiện cái phần hoa nè. Về phần làm dây treo trang trí thì các bạn có thể treo trực tiếp lên thanh của rèm cửa nhà, hoặc là chuẩn bị thêm thanh treo bằng tre, gỗ, nhựa. Nếu mà thanh tre các bạn có sẵn không được đẹp thì các bạn có thể quấn len lên cái thanh đó để che được khuyết điểm. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện nhánh lá lớn. Mình sẽ tạo một mũi gút và lên 9 mũi móc xích nha các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8, 9. Tiếp tục thì mình sẽ bỏ qua một xích. Ngay cái xích kế bên này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Tiếp tục, chân xích kế bên sẽ là một mũi nửa kép. Bên cạnh này một mũi kép đơn. Chân xích bên cạnh này sẽ là 2 kép đơn vào cùng chân móc nha các bạn. Một kép đơn. Thêm một kép đơn nữa vào cái chân móc này. Tiếp tục chân xích bên cạnh này sẽ là một mũi kép đơn. Chân xích bên cạnh là một mũi nửa kép. Chân xích tiếp theo này sẽ là một mũi móc đơn. Đây là một nửa chiếc lá mà mình vừa thực hiện xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện. Mình sẽ lên 3 mũi móc xích. Còn cái xích thừa này mình sẽ bỏ qua cái xích này nha. Và mình sẽ quay qua bên đây và thực hiện tương ứng với cái nửa chiếc lá mà mình đã thực hiện á. Đây, ngay cái vị trí này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Chân xích bên cạnh sẽ là một mũi nửa kép. Tiếp tục bên cạnh sẽ là một mũi kép đơn. Và chân xích này cũng đối xứng qua là 2 kép đơn cùng chân nha. Tiếp tục chân xích bên cạnh là một mũi kép đơn. Bên cạnh này là một mũi nửa kép. Và ở đây sẽ là một mũi móc đơn. Đây mình đã thực hiện được cái phần nửa còn lại của chiếc lá. Bây giờ mình tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ thấy những cái khoảng trống ngay chính giữa của chiếc lá này các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện mỗi cái khoảng trống này là một mũi trượt nha. Một mũi trượt. Tiếp tục. 2. 3. 4. 5 6 7. Sau khi thực hiện 7 mũi trượt thì các bạn sẽ luồn qua cái khoảng 3 xích này nè, và mình đưa kim móc vào cái chân xích mà mình bỏ qua lúc nãy á, là chân xích thứ 8 á. Cũng tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào đây. Đây là chiếc lá mà mình đã thực hiện hoàn chỉnh. Mặt sau nè các bạn, đây là mặt trước. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện chiếc lá thứ 2. Và trước khi thực hiện chiếc lá thứ 2 thì mình sẽ thực hiện lên 10 mũi móc xích. Và 10 mũi móc xích này được xem là khoảng cách giữa hai cái chiếc lá này với nhau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên 10 mũi móc xích. 4 5 6 7 8 9 10. Đây luôn là cái khoảng cách giữa hai chiếc lá. Bây giờ mình mới thực hiện tiếp tục là chiếc lá thứ 2 nè, cũng tương tự như lúc ban đầu, mình sẽ lên 9 mũi móc xích nha. Cách thức thực hiện tương tự như chiếc lá ban đầu nha các bạn. Mình cũng bỏ qua một xích và chân xích này sẽ là một mũi móc đơn. Tiếp tục, chân xích bên cạnh là một mũi nửa kép, một kép đơn, hai kép đơn cùng chân, tiếp tục chân xích này sẽ là một kép đơn, một mũi nửa kép, một móc đơn. Đây là nửa chiếc lá mình thực hiện xong. Mình tiếp tục thực hiện. Mình cũng lên 3 mũi móc xích. 2, 3. Và mình tiếp tục thực hiện nửa chiếc lá bên đây. Cũng thực hiện đối xứng với cái nửa chiếc lá mà mình đã thực hiện nha các bạn. Là một móc đơn. Bên cạnh là một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Tiếp tục ở chân này sẽ là hai kép đơn cùng chân, một kép đơn, một mũi nửa kép, và đây sẽ là một mũi móc đơn. Đây là hai bên phần chiếc lá mình thực hiện xong. Bây giờ tiếp tục mình thực hiện đoạn giữa nha. Sẽ lên 2 mũi móc xích và thực hiện vào cái đường gân chính giữa của chiếc lá. Mỗi cái khoảng trống này mình sẽ thực hiện một mũi trượt, tổng cộng là 7 mũi trượt ở cái khoảng giữa này nha. Sau khi thực hiện 7 mũi trượt, đến đây thì các bạn sẽ luồn kim móc vào cái khoảng 3 xích này nè. Và thực hiện vào cái chân xích này một mũi trượt. Bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại họa tiết để thực hiện chiếc lá. Về số lượng chiếc lá thì sẽ tùy theo cái chiều dài của cái dây treo mà các bạn mong muốn. Ở đây thì mình thực hiện 7 chiếc lá và mình sẽ thêm 25 mũi móc xích phía bên trên để mình treo vào thanh gỗ, nên cái chiều dài của cái nhánh lá lớn này của mình là 50 cm nha. Đây là nhánh lá lớn mình đã thực hiện xong. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhánh lá nhỏ. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một mũi gút. Sau đó mình lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. Vì cái sợi nó bé nên mình sẽ dùng ghim đánh dấu để đánh dấu vào cái vị trí xích đầu tiên này, để lát nữa mình thực hiện mũi trượt nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ bỏ qua 2 chân xích và mình thực hiện vào cái chân xích thứ 3 là 2 mũi kép đơn nha. Vào cùng chân xích luôn nha các bạn. Tiếp tục lên 2 mũi xích. Và mình sẽ thực hiện mũi trượt vào cái phía dưới chân móc này. Đưa kim qua 2 cái vòng dưới chân móc này luôn nha các bạn. Thực hiện mũi trượt. Tiếp tục vào cái chân móc bên dưới này, mình sẽ thực hiện 2 kép đơn cùng chân. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và ngay cái vị trí ban nãy thì mình sẽ thực hiện vào đây một mũi trượt. Sau đó thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu lúc ban đầu nè. Đây là cái chiếc lá nhỏ đầu tiên mình thực hiện xong. Bây giờ mình sẽ lên 8 mũi móc xích. 8 mũi móc xích này được xem là cái khoảng cách giữa 2 cái lá nhỏ với nhau nha các bạn. Tiếp tục mình thực hiện chiếc lá thứ 2, mình sẽ lên 4 mũi móc xích. Và mình cũng đánh dấu lại vào cái xích thứ 4 tính từ kim móc này. Sau đó mình sẽ bỏ qua 2 xích và ở trên xích thứ 3 mình sẽ thực hiện cụm 2 kép đơn. 1. Thêm một kép đơn nữa. Tiếp tục lên 2 mũi xích. Dưới chân móc này thực hiện mũi trượt. Tiếp tục thực hiện 2 kép đơn vào cùng chân móc bên dưới. 1 2. Lên 2 mũi xích và thực hiện vào cùng cái vị trí này một mũi trượt. Tiếp tục thực hiện một mũi trượt nữa vào cái vị trí đánh dấu nha các bạn. Nè, lúc mà mình không có ghi đánh dấu lại á, thì cái vị trí xích á, nó sẽ bị khít lại. Tại vì mình sau khi mình thực hiện cái cụm ở bên trên á, nó cái khoảng trống nó sẽ to ra và khiến cái xích kế bên nó sẽ nhỏ lại, nên mình sẽ ghim đánh dấu lại để mình biết cái vị trí để khúc sau mình có thể trượt nó dễ dàng hơn nè. Bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại cái họa tiết này cho đến khi đạt được 10 chiếc lá nhỏ nha, hoặc là bao nhiêu chiếc lá tùy vào các bạn mong muốn. Đây là nhánh lá nhỏ mà mình thực hiện được 10 chiếc lá rồi nè các bạn. Sau khi thực hiện 10 chiếc lá thì mình sẽ lên thêm 25 mũi móc xích nữa, để cái phần này lát nữa mình treo lên cái phần thanh gỗ. Và chiều dài của cái đoạn nhánh lá nhỏ này sẽ là 45 cm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện tiếp tục cái phần lá uống. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện tạo một mũi gút và lên 100 mũi móc xích. Sau khi thực hiện 100 mũi móc xích thì ngay cái vị trí này mình sẽ tiếp tục lên 2 mũi móc xích nữa, và mình sẽ thực hiện vào cái xích thứ 3 này là một mũi kép đơn. Đây được xem như là 2 kép đơn chung chân á. Bây giờ ở mỗi cái chân xích này mình sẽ thực hiện 2 kép đơn vào cùng cái chân xích nha. Và mình sẽ thực hiện đến khi mà còn lại 20 cái chân xích cuối cùng và mình dừng lại. Đây là mình đã thực hiện 2 kép đơn vào mỗi chân xích, đến cái 20 cái chân xích cuối cùng mình dừng lại nè các bạn. Thì nó tạo nên một cái phần uốn xoăn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ qua 2 cái chân xích bên dưới, 1, 2, và chân xích thứ 3 này mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào đây. Sau đó thì mình sẽ lên một mũi móc xích và mình cắt sợi. Vậy là mình đã xong cái phần nhánh lá uống này rồi nè các bạn. Khá là đơn giản đúng không? Cuối cùng thì mình sẽ dùng kim khâu để giấu cái sợi thừa và hoàn thiện cái phần lá uống này nha. Mình tiếp tục thực hiện cái phần hoa nhỏ. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo thì mình sẽ lên 4 mũi móc xích nha các bạn. 1, 2, 3, 4 và mình sẽ thực hiện vào cái vòng tròn này 3 mũi kép đôi. Sau khi thực hiện 3 kép đôi thì mình tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Và mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vòng tròn này. Đây là cái cánh hoa đầu tiên mình thực hiện xong. Bây giờ thì mình sẽ lặp lại cái cụm họa tiết này thêm 4 lần nữa để đủ 5 cánh hoa nhỏ này nha các bạn. Đây là 5 cánh hoa mà mình đã thực hiện xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ rút cái sợi lại. Tiếp theo thì mình sẽ lên một mũi móc xích và cắt sợi. Đây là bông hoa nhỏ 5 cánh mà mình vừa thực hiện xong. Bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện thêm vài bông hoa nhỏ nữa để mình treo lên cái dây hoa trang trí nha. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện bông hoa lớn. Mình sẽ dùng len màu trắng kem tạo một vòng tròn ma thuật. Mình bắt đầu thực hiện hàng số 1 lên một mũi móc xích. Mình sẽ thực hiện vào vòng tròn này là 6 mũi móc đơn nha các bạn. Sau khi đủ 6 mũi móc đơn rồi thì mình sẽ rút sợi lại. Mình sẽ thực hiện vào cái vị trí móc đơn đầu tiên một mũi trượt. Mình sẽ thực hiện hàng số 2 nha, lên một mũi móc xích. Và ở hàng số 2 này mỗi cái chân móc mình sẽ thực hiện 2 móc đơn vào cùng chân móc và mình lặp lại 6 lần. Kết thúc hàng số 2 này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn nha các bạn. Đến cuối thì mình sẽ tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí móc đơn đầu hàng và kết thúc hàng số 2. Sau đó thì mình sẽ lên một mũi móc xích và cắt sợi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang len màu hồng để thực hiện hàng số 3 của cái hoa lớn nha. Mình kéo sợi qua, sau đó mình sẽ lên 3 mũi móc xích, 2, 3. Cái chân móc bên cạnh này các bạn sẽ thực hiện 4 kép đôi vào cùng cái chân móc này luôn nha. Sau khi thực hiện đủ 4 mũi kép đôi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Và mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái chân móc bên cạnh nha các bạn. Đây là cái cánh hoa đầu tiên mình vừa thực hiện xong. Bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại cái họa tiết thêm 5 lần nữa để đủ 6 cánh hoa lớn này nha. Đây là mình đã thực hiện xong 5 cánh hoa. Cuối cùng thì mình sẽ thực hiện mũi trượt vào cái vị trí đầu hàng này. Tiếp tục lên một mũi xích, cắt sợi và hoàn thiện cái bông hoa lớn này. Đây là bông hoa lớn mà mình đã thực hiện xong. Bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện thêm vài bông hoa lớn nữa để trang trí phần dây hoa nha. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện chậu hoa treo trang trí này nha. Phần lá cây thì mình thực hiện 5 nhánh lá nhỏ. Về phần chậu thì mình có thực hiện ở video trước, mình có để link ở bên dưới các bạn tham khảo nha. Bây giờ thì mình sẽ gập đôi 5 cái nhánh lá nhỏ này lại nè. Như thế này nè các bạn. Tiếp theo thì mình dùng kim khâu và len sợi màu xanh cùng với cái màu lá này và đính cái nhánh lá này vào cái chính giữa của cái miếng đất này nha các bạn. Các bạn sẽ quan sát cách mình thực hiện nha. Đây là mình đã đến cái phần nhánh lá vào cái phần đất này rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái len sợi cùng màu với cái màu của cái chậu để mình nối vào như thế này. Sau khi nối miếng đất vào cái phần chậu được một nửa thì mình sẽ tiếp tục nhồi cái phần bông gòn vào phía chậu cây. Và sau đó sẽ may cái phần còn lại để hoàn thiện cái phần chậu cây này nha các bạn. Đây là phần chậu cây mà mình vừa thực hiện xong. Rất là dễ thương đúng không các bạn? Các bạn có thể đính thêm hoa cho cái phần chậu cây này được đẹp hơn nha. Và để thực hiện phần chậu treo thì các bạn sẽ móc thêm dây treo để treo cái phần chậu này lên nha. Tiếp theo thì sẽ là cái phần dây treo trang trí này nha. Ở đây thì mình sẽ cột cái đoạn xích vào cái thanh gỗ như thế này. Các bạn có thể móc trực tiếp lên hoặc là dùng kim khâu hoặc là dùng keo dán để dán vào cũng được hết á. Sau khi mà mình treo các nhánh lá lên, bây giờ thì mình sẽ đính những cái bông hoa xen kẽ nhau lên cái phần nhánh lá này nha các bạn. Các bạn ơi, vậy là Châu đã hoàn thành xong cái chậu hoa và dây hoa treo trang trí này rồi nha. Châu hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy ủng hộ Châu bằng một lượt like nha. Chia sẻ video đến những người bạn để có thể cùng nhau thực hiện hoa trang trí này vào những dịp cuối năm. Và đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của Châu nhé. Chúc các bạn thành công, cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.